Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và dạ, bạn thân yêu. Khánh mới vừa về nhà mẹ nè. Mẹ nói nãy mẹ đi chợ mất cày Việt Nam, mẹ mua nửa ký cá linh. Nhiêu ký vậy mẹ? 52. Cái linh non, cái linh non mới có nè. Con chút chút vậy nó mới mềm mới ngon nè. Cái con vậy mẹ 52 á. Con bự quá nó cứng. Chứ muốn ăn thịt heo thì ra chợ có liền, chứ muốn ăn cá linh non gì. Cái này có linh là phải có, dễ có đâu. Con bự bự gì hết ngon nè. Ừ. Cái xương cứng nhất nè. Nhỏ nhỏ vậy nè mới ngon nè. Tí vậy nè. Tí vậy nè. Mùi mắt á. Bữa nay Khánh vẫn còn bị bệnh miệng thì coi như là lạc lạc miệng á, giống như bệnh cảm vậy á. Khánh còn khịt khịt, hơi khịt khịt vậy đó. Rồi ở nhà còn cái khóm nè, rồi mẹ với dì Hương bữa nay làm món cá linh chứ Khánh không có làm. Mẹ để cái cùi ăn nè. Đấy, tụi em. Cá linh mẹ mới giật hai cái dừa. Hai cái dừa xin nè. Chắc không ăn trái hả quá. Mẹ kho với khóm với nước dừa. Kho lạc. Điện thoại cho hôm qua kêu quả mua lá quế mà điện thoại nó không bắt máy. Chắc nó đang chạy xe gì quá. Cây nhào á, nó chín cái nó rụng tới xuống cái vạt. Vạt chỗ nãy mẹ Khánh ngồi á, nó rụng tới chín xuống đó. Khánh thì Khánh bị cái cổ nó cũng hơi khàn khàn á, xong cái lấy chấm muối ăn. Nó hết được thì hết, nó không hết được thì nó cũng bỏ chỗ khác. Cái nhào cay quá. Cay thiệt luôn á. Khai khai nữa hả? Dì Hương nó khai khai rồi nó còn cay cay nữa. Cao quá à. Để giờ khóm vô. Đừng đi á. Dạ. Bữa nay để trái gì nói bọc nhóc luôn. Nhỏ xíu mà để cha trái á. Hôm qua Dung với dì Hương đi bên vườn ổi, vườn táo hết á. Dì Hương nói là ổi nhỏ này nó nhiều nữa rồi, giờ phải mua thêm bọc để bọc. Phải bọc để sau đút đó rồi. Dạ. Sau đút đâu bọc được. Để chiều qua mua hai mấy đứa ớt anh trước đi. Nhà nó có một cái ớt. Rồi vô. Đây con cái ớt cũng đỡ ha. Sát bên nhà luôn, ở trong nhà luôn. Ăn cái chạy bước cái gũi tàn mưa mình khỏi mắc mưa. Vậy chứ cái con chim gì nó cũng vô nó cũng lén ăn. Ở trong nhà nó vô luôn. Này hay dì Hương với mẹ sẽ làm cái món cá kho. Cá kho lạc. Để mai mốt gì cái khỏe khỏe cái đi chợ á mua cá linh về nấu lẩu ăn mẹ ơi. Cá linh non nè. Nấu lẩu ăn cũng ngon. Lẩu bông điên điển. Bông điên điển kiểu cá linh mà mới đầu mùa á. Ông sư đổ cũng
Đây là nồi nước dừa nãy mẹ mới chặt nè. Rồi để lên cho nó sôi rồi mới bỏ cá vô hả mẹ? Để khớp, bỏ sôi rồi để miếng ớt vô nè. Để khớp vô. Này vô cho nó trầm, nó ngọt, chua chua. Cái này là ngò gai, mẹ mới vừa hái ngoài vườn nè. Nhuyễn nhuyễn nè mẹ, gai ăn dưới có họng á. Gai gai không? Mình gấp, chỗ này mình cắt mấy cái ở ngoài á, mấy cái dành dành ở ngoài bán nhỏ á. Mình cắt mình bỏ. Tại vì cái phần mà nó dài. Rồi rồi nè, ăn lẩu chứ, tâm vô họng đó. Tâm á chị. Nó ngò gai rồi mà. Đó cái ngò không có gai nữa. Ngò ăn lẩu hình như ngò không có gai. Mà điều ăn lẩu không có ngò này không được. Tại vì cột một chùm vậy để vô. Để vô tới ăn hết thôi nó thơm. Mà không có này là không có mùi lẩu. Ngò thiệt chứ. Cái này với xả. Không có mùi lẩu. Vậy hết để ớt mày rồi hả? Dạ anh để rồi anh quý gì được. Mẹ nêm gì vậy mẹ? Chút nước mắm, thêm chút hành lên. Đường mẹ để trong khóm rồi. Giờ ở nhà hết tắt rồi, mẹ đi kiếm để tắt mà hết rồi. Giờ mẹ đi hái chanh dây. Mì sống không? Sống chua hay chín chua mẹ? Sống chín nhiều cũng chua thôi. Vậy lái lại đi. Mà nó chín nó thơm hơn. Ủa bữa hổm con thấy nhiều lắm mà đâu hết rồi. Hả? Bữa hổm thấy nhiều lắm đâu hết rồi. Rồi dai dữ kìa. Cái tay chị. Rồi dì Hương với mẹ lọc lấy nước. Lọc lấy nước ra đặng lấy chất chua của nó. Chua dữ quá. Sống mà còn chua dữ. Vậy mà ăn nó ngọt, ta ăn ta nó ngọt á. Sống nha. Ừ, ngọt lắm. Sống vậy thì ngọt mà dầm ra trong nước rồi chua. Chua ha. Ừ, lạnh với cái bao ở ngoài ngọt. Ừ. Dễ lấy ha. Ừ. Kéo hơi ngọt mùi. Hộp đang thu. Có người ta nhai hộp ta ăn luôn. Chế nước chưa gì hơn. Được rồi, cái gì hơn? Để ngồi chua lẹ luôn. Ngồi chua dữ lắm. Ờ, con nước nó đẹp nè. Hả? Y như nước cam luôn không? Rồi chế vô thử đi, chế vô thử gì hả? Khớm ở dưới. Đãi lớp cá ở trên. Ngon ghê chưa? Bây giờ là nó chua dữ dằn không? Thì nước trên dây. Chắc vậy phải chua rồi á. Chín ăn được kìa. Cá chín này. Cá này nó mềm lắm cho nên Khánh không dám múc mạnh luôn á. Múc nhẹ nhẹ chứ không nó bể. Nó bể mình bể đầu ra. Nó mềm dữ lắm. Ngon. Có người thì thích cá linh nhỏ xíu, càng nhỏ càng khoái. Cá này là chỉ có tới mùa nước nổi này mới có thôi. Còn bình thường muốn ăn là không có đâu. Ai mà ăn quen rồi là nhớ con cá này dữ lắm.
Qua biết ăn không? Không, qua biết ăn cá này. Tốt nhất là qua đừng biết ăn. Ăn nó không ghiền dành với hai hả? Ừ. Bữa nay nhà Thánh ăn cơm với cá biển chiên, cá linh kho, kho lạc, nước dừa, chanh dây với khóm. Tắt lý ra là có trái dưa hấu nữa mà trái dưa hấu nó bị ẻ. Cho nên là không có ăn được trái dưa hấu. Vậy thôi. Ta nói chừng mà trái dưa nó bị hư xui lắm rồi đó. Không biết có không? Có mà cảm nói mình như xui. Thì đúng rồi, xui mua trái dưa hấu ăn không được. Xui đúng rồi. Xui. Ăn gì hả? Thì cũng xui mất tiền mua trái dưa hấu đó. mấy người mà người ta không có ăn dưa hấu rồi cũng từng ta bị nữa cũng bị. Rồi Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm. Xin mời ông bà cô bác cùng ăn cơm. Mời ông bà cô bác ăn cái linh đi. Ăn cái linh thử đi. Khớp ngon quá. Mềm hay sao? Cái linh ngon mềm. Ừ. Cái linh ngon có người biết ăn, có người không biết ăn. Có người chê. Cá linh này nè. Đặc biệt á, khi mình mặn á là mình chỉ móc cái ruột với cái mặt của nó dọc thôi. Còn cái giải của nó là phải để, tại vì cái giải của nó có làm như nó có mỡ nằm trong giải hay sao. Nếu mà mình gạo cái giải đi là con cá mất ngon rồi, không ngon nữa. Nó hết thơm rồi. Nhà nhai xương đồ nút luôn. Thịt nó mềm giống như bột vậy. Y như bột. Nghe thấy không? Cái qua mùa của nó, cái đậu cứ ngắt nhai nút được, xương không. Phải có ăn thử cá bự này, thử cái xương không, nãy mẹ chơi nè. Chiên. Nãy mẹ Khánh chơi cá bự này nè. Giờ Khánh bắt nó ra, Khánh nhai đầu nó thử rồi. Mềm mà cứng. Đầu mùa cá bự cũng cứng đó. Ủa cũng mềm á. Có xương không? Có xương. Xương á, cứng. Thịt thì mềm nhưng mà xương thì cứng. Xương cứng à. Đúng rồi. Mấy con cá nhỏ nhỏ nãy là Khánh ăn, Khánh nhai luôn cái xương đó luôn á. Mình nhai cái nó mềm ra. Còn cá bự này nhai không được. Mẹ chê đúng rồi ạ. Nhai mắc cổ. Nhai nuốt rồi bị mắc cổ liền. Ăn cá linh dễ bị mắc cổ lắm nha. Hồi nhỏ mình bị rồi. Em bé đòi dính cho ăn. Ăn ra mà mắc cổ. Dễ bị mắc cổ lắm. Mà nó mắc cổ nhiều xương chứ phải mắc cổ ngon cái xương đâu. Cái thịt cá linh nó mềm mà nó ngọt. Nó vừa mềm mà nó vừa ngọt. Mà cái mặt nó thì đắng, mặt nó thì đắng ghét. Mặt nó là ai mà túng cái mặt cá không thì không. Đắng. Dữ lắm lắm. Người ta mặn, người ta bẫy vậy, mặn nhiều quá thì thế nào cũng phải bể à. Nhưng mà vừa cắt mặt xong ngâm vô nước, vừa cắt mặt xong ngâm vô nước là nó có bể nữa, nó phải vô nước nó không có đắng con cá. Ăn cá bự thiệt là dở, khó ăn lắm, mình dễ bị mắc cổ. Còn ăn cá nhỏ mà lớn gì là chỉ cần bỏ vô miệng rồi nhai luôn từ đầu tới chân luôn, mình không có bỏ xương như đó. Cái hàng không được thì hơn á, nó ở giữa thiên nhiên à, chứ sao mà. Cá này ở dưới quê Khánh là không có. Chỉ có ở trên Đồng Tháp, ở An Giang. Đồng Tháp, An Giang, gửi đâu đó mẹ? Sông Mê Công á, mùa nước nổi á, nước mở nó trôi xuống á. Giáp ranh biên giới á. Ở bên Campuchia phải không? Còn ở quê Khánh là kiếm một con này cũng không bao giờ có. Dữ lắm mới tỉnh ha. Nghe nói là
tấm đáy hả, vậy là lên hết rồi, đổ lên là mấy dạ gì sao, mấy dạ không mẹ con Đồng Tháp nói năm nay người ta không có chở xuống, một lần người ta chở xuống đi ghe à, đi xuống ghe luôn. Có ghe hai lượng chứ ghe một lượng chở nó đâu có được. Ở trên đó hình như người ta đi lấy lưới người ta giăng á, cũng dính nữa hay sao quá mẹ. Người ta có đống đáy giữa sông á, người ta có cái gió hay gì á, người ta hứng á, nhiều lắm, còn xeo luôn á. Đầu mùa ngon thiệt á, có lắm không? Hồi đó cái linh này hồi cách nay chắc cũng khoảng hơn 20 năm trước á, cái linh này ghẻ như cho luôn, năm năm động cái ghẻ như cho mà người ta còn không khoái ăn, còn giờ mắc hơn thịt heo luôn chứ bộ. Hơn thịt heo có 100, nó 102. Cái linh này chỉ có mặn mắm chứ mặn khô không được, khô không khô. Mình nhớ mấy người tôm mỡ hoài á, đâu có khô. Đâu khô, cá này mỡ lắm, ăn béo nè. Hồi đó người ta chở về một ghe bự, thiệt là bự, cái kêu làng xóm chạy ra mua. Mà thấy điều muốn ngăn nghỉ người ta đi mua ạ. Sợ nó ư. Hồi đó người ta có ngâm nước đá không mẹ? Hồi đó người ta vớt lên. Nước đá phải như giờ nước đá rồi. Cái ghe hai lượng, dân lại cái bắt đầu bao nhiêu người mua, bao nhiêu ký, cái tao lấy cái vật thì vật xuống dưới cái là múc đổ vô thau cái là đủ mấy ký bán mình á. Không thấy lường thì sống hay sao? Đó lường cái để xong vậy.